Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu giá xe mới nhất cho anh chị bạn ha. Có Vision này, có S150 này, Moto BZ1 này, SH này, C50 này, Vao rồi nữa ha. Thì đồng hành giới thiệu mà trong đây thì có anh Thảo, sâu tự giới thiệu không anh Thảo? Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất của em Thư nha mọi người. Hiện tại thì bên em đang có rất là nhiều dòng giảm giá nè. Quý khách hàng nào mình muốn mua xe nhanh tay liên hệ với em trước để em dành tặng cái voucher trị giá 2 triệu đồng và hỗ trợ chi phí xăng xe cho mọi người đi lại thêm 1 triệu nữa nha. Thì như mọi người cũng biết là dòng Honda bên em đã có Vision là rất là ưa chuộng trong thời điểm hiện tại luôn. Thì cập nhật giá mới cho mọi người nha, dao động tầm 29 triệu 500 tới 36 triệu tùy phiên bản nha mọi người. Như phiên bản thường nè là có phiên bản tiêu chuẩn là chỉ có 29 triệu 500 thôi. Tiếp theo là có dòng cao cấp thì dao động tầm 32 triệu nha mọi người. Còn riêng về thể thao thì em sẽ sell trên clip cho em màu trời này cho mọi người là 36 triệu nha. Còn riêng đen màu đen này sẽ là 35 triệu 500 thôi. Phiên bản thể thao bánh lớn nha mọi người. Thì với dòng này hiện tại bên em hỗ trợ trả góp cho mọi người là chỉ cần trả trước giúp em là 2 triệu đồng thôi là mình nhận xe luôn. Và đặc biệt hơn nữa là bên em đang có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới cho cả nhà yêu mình nha. Nếu như mà cả nhà mình thích đó, thì cứ việc trả trước giúp em 30% thôi là em hỗ trợ nhận cả về gốc luôn cho tất cả các phiên bản và các dòng xe này luôn ha. Rồi, trong thời điểm này anh trai nào đang mê Exciter 150 nhanh tay liên hệ với em Thư để dành tặng ngay cái voucher này cho cả nhà mình với giá siêu ưu đãi trên video clip luôn là 43 triệu cho phiên bản mẫu 2024 nha mọi người. Đây là phiên bản trắng ngọc trinh siêu mướt luôn nha mọi người ơi, cái màu rất là hot nha. Đây, kết hợp với là một số tem kiểu tem màu như là tem màu ánh tím này cũng rất là hot luôn. Thủ tục một căn cước công dân trả trước giúp em là 3 triệu là mình nhận xe, đủ 18 tuổi nha. Tiếp theo là mở kinh cũng vậy nha mọi người, cũng là 43 triệu bao VAT. Liên hệ trước thì sẽ được giảm giá. Như mọi người cũng biết là mở kinh này là bản Nhật Indo nha, xe Nhật từ Indo về nha. Bên này có đủ màu luôn đó. Có đủ màu anh. Có màu màu xanh. Màu xanh đen nè, màu xanh ruby nữa nè. Dạ đúng rồi. Rồi màu xám đỏ nè. Mấy màu ta? Ba màu nha mọi người. Rồi tiếp theo là dòng BZ1 thì trộm vía rất là nhiều luôn, thì các anh nè, rồi các chú đâu rồi rất là mê cái dòng này nha mọi người đó. Thời điểm hiện tại em sale cho video clip này chỉ có là 28 triệu 500 bao VAT. Ưu tiên khách nào mua góp thì chỉ còn trả trước 1 triệu đồng là mình nhận xe luôn. Thì với cái phiên bản này á, thì mọi người cũng là chính hãng từ Yamaha và chương trình bảo hành xe của mình là 3 năm toàn quốc nha cả nhà ơi. Đó, hiện tại là chưa tới 30 triệu mà sở hữu một cái con mô tô mini rất là dễ thương nha. Cái form nó rất là đẹp luôn và cái thân hình hai bên nó rất là nhỏ gọn. Về màu sắc thì mọi người cũng biết sẽ có màu cam rất là nổi nè. Tiếp theo là màu xanh min và một màu nâu két nữa nha mọi người. Nên là mọi người cứ xem màu thì cứ inbox cho em nha. Quay đại diện ở đây để báo giá chi tiết trước nha mọi người. Rồi, chắc chị em nữ trong thời điểm này thắc mắc cái dòng xe SH nữ này thật sự lựa chọn hợp lý hiện tại thì nên mua nha mọi người. Tại vì sao? CBS bên em chỉ còn có 56 triệu thôi. Một dòng xe mà chỉ có trên 50 triệu chút xíu là mình đã sở hữu rồi ha. Rồi, còn ABS như thế này á, thì sẽ là 62 triệu bao VAT. Trong thời điểm này, góp lãi suất thấp, mua thì chỉ cần trả trước với em 9-10 triệu là mình nhận SH về luôn. Đó, SH cho các chị em nữ nha. Hoặc là mình đang đi xe cũ mình cứ mang qua cho em nha mọi người. Em thu xe cũ giá cao cho mọi người dễ dàng đổi qua xe mới nha. Và đặc biệt hơn nữa là bên em nếu như mà mọi người xem được video clip nhưng mà có người thân nè, bạn bè, người nhà mình mà muốn mua xe, cứ nhanh tay liên hệ với em Thư. Em Thư sẽ gửi hoa hồng 1 triệu cho cả nhà mình khi mà có giới thiệu khách cho em Thư nha. 1 triệu một xe nha mọi người. Đó, nên là mọi người cứ việc xem thấy giá rẻ cứ giới thiệu cho em Thư nha. Rồi tiếp theo là dòng SH lớn thì bên em sẽ có là SH160, bản này là bản 2023. Thì trên clip này em sẽ sell cho mọi người là 95 triệu bao VAT. 2024 ABS sẽ là 102 triệu nha mọi người. Còn riêng phiên bản như anh em nào thích thì mình chọn một phiên bản 125 thì dao động tầm 72 triệu thôi, bao VAT đầy đủ luôn. Về màu sắc bên em sẽ có đủ màu. Cái con này cũng đang rất là hot nè mọi người. Màu đỏ kết hợp với mặt nạ đen nha, mẫu mới 2024 ha. Rồi, tiếp theo là một dòng xe AB cho các anh nam nhà mình luôn. Hiện tại 125, 160 đã về số lượng lớn luôn. Mẫu 2025 nha mọi người. Về màu sắc chi tiết cứ inbox cho em. Còn về ở đây thì em sẽ báo giá trước cho mọi người. Như con này là 42 triệu cho phiên bản 2024 và 160 là 57 triệu nha. Còn ai thích 2025 inbox cho em gửi thêm màu sắc nha. Rồi, rồi. Bên này có xe 50 nè, xe 50 thì nó có xe số và xe tay ga. Dạ đúng rồi. Như tại mọi người cũng biết á là dòng xe 50 hiện tại rất là hot, như là bên em sẽ có như là
Cirrus nè, Quay nè, Cup nè và Vectra nha mọi người. Đó thì hiện tại báo giá chi tiết cho mọi người thì Cirrus này á dao động tầm 13 củ 500 đã bao VAT đầy đủ cho cả nhà mình rồi. Đó còn ví dụ như mình mua tay ga nha dao động tầm 18 19 nha mọi người. Đó mua góp thì trả cước 1 triệu thôi nhưng mà ưu tiên học sinh sinh viên nha. Có thể học sinh sinh viên hoặc là phụ huynh mua tặng cho học sinh nè, em sẽ giảm trực tiếp một con thêm 1 triệu đồng nữa nha. Mà phải liên hệ trước với anh Thư mới được nha mọi người. Ok. Cái bên này thì có Vario nè. Thiên đường Vario luôn mọi người, từ phiên bản khóa thường tới phiên bản khóa thông minh. Thì như mọi người cũng biết là khi mọi người ghé cửa hàng của em nè, ngập tràn ưu đãi và quà tặng cho cả nhà mình luôn. Thì bao gồm là cho dòng Vario này bên em sẽ có tặng định vị nha mọi người. Thì hiện tại giá dao động sẽ là 36 triệu cho phiên bản khóa thường và 38 triệu 500 cho phiên bản khóa thông minh. Về màu sắc thì mọi người khỏi phải lo luôn. Mọi người ghé qua cửa hàng của em Thư thì sẽ có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn nha. Đây là những cái màu hot nhất bên em. Trắng xanh phối nè và màu xám ánh tím. Thì với chi phí sơn dao động tầm 1 triệu màu sơn, bảo hành chương trình sơn cho mình là 2 năm nha. Rồi, trong tuần lễ này ai xem được video clip nhanh tay kết bạn với em, dành tặng ngay voucher trị giá 2 triệu đồng nha. Ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ á. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip á. Xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video clip mới nhất của em Thư, nhớ kết bạn trước để dành tặng voucher nhé.